Trương Mỹ Lan khả năng cao sẽ thoát án tử hình. Vào ngày 3 tháng 12, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên y án tử hình với bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Bà Lan là người duy nhất trong số 86 bị cáo của vụ án bị kết án tử hình. Trước đó vào tháng 4 năm 2024, bà Trương Mỹ Lan đã bị kết án tử hình với các tội danh tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng số tiền liên quan đến vụ án lên tới 304.000 tỷ đồng, tức là khoảng 12,5 tỷ đô la. Theo hội đồng xét xử, có đủ căn cứ xác định bà Lan đã thâu tóm ngân hàng SCB trong 10 năm. Tính đến tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan đã nắm giữ đến 91,5% cổ phần của ngân hàng này, dù bà Lan không nắm giữ các chức vụ tại SCB. Nhưng việc bà Lan sở hữu trên 91% cổ phần nên trên thực tế là người chỉ đạo điều hành tuyệt đối mọi hoạt động của SCB. Trong phiên xử phúc thẩm, bà Trương Mỹ Lan đã thành khẩn nhận tội và không kêu oan, đồng thời cam kết trả nợ cho ngân hàng nhà nước và tiền cho các trái chủ. Theo các luật sư của bà Trương Mỹ Lan, nếu tính con số tổng giá trị tài sản của bà Lan đang sở hữu thì lớn hơn số tiền phải có trách nhiệm đền bù theo bản án. Tuy nhiên, việc định giá và thu hồi tài sản của bà Lan đang gặp rất nhiều khó khăn vì đó là bất động sản, cho nên cần phải có thời gian để giải quyết các vấn đề về pháp lý và cơ chế phát mãi tài sản để đền bù. Theo Điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người bị kết án tử hình về tội tham mô tài sản, tội nhận hối lộ mà sau khi bị kết án đã chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham mô, nhận hối lộ và hợp tác tích cực với cơ quan chức năng sẽ được miễn án phạt tử hình. Như vậy, bà Trương Mỹ Lan nếu chủ động nộp lại ít nhất 3/4 tài sản tham mô, tức là tương đương 280.000 tỷ đồng để khắc phục hậu quả thì sẽ được miễn án tử hình kể cả giai đoạn thi hành án. Nguồn tin nội bộ cho Thời báo .d tiết lộ rằng vụ án Trương Mỹ Lan còn có sự dính líu rất sâu của trưởng ban tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai nên khó có thể xử lý án tử hình với bà Trương Mỹ Lan. Vẫn theo nguồn tin nội bộ này, cơ quan điều tra của Bộ Công an đang tranh thủ moi tiền chạy án từ tử tù từ gia đình bà Lan. Tuy nhiên, bà Trương Mỹ Lan đã không chấp nhận trả thêm nên các cơ quan tư pháp thống nhất vẫn tuyên án tử hình. Tổng Bí thư Tô Lâm cuối cùng cũng sẽ là người đề nghị Chủ tịch nước Lương Cường ra quyết định ân giảm, ân xá từ tử hình xuống thành trung thần. Theo giới thạo tin, bà Trương Mỹ Lan là một nhân vật mang yếu tố Trung Quốc rất lớn. Thậm chí tiền vốn kinh doanh chuyển qua lại giữa Vạn Thịnh Phát với Hoa Lục đều do cơ quan tình báo Hoa Nam trực tiếp điều hành. Đây là lý do những dấu hiệu vi phạm pháp luật trong kinh doanh của bà Trương Mỹ Lan dù đã bị phát giác từ rất lâu nhưng đã không bị xử lý vì có sự giúp sức tích cực của sâu chúa Lê Thanh Hải. Do vậy, việc bản án tử hình với bà bị cáo Trương Mỹ Lan được đề nghị thành mức án chung thân là vấn đề hết sức nhạy cảm. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Tô Lâm cũng trở nên không mấy tốt đẹp vì lý do ông Tô Lâm muốn tránh gây thêm căng thẳng trong lúc này. Hơn nữa, nhà nước Việt Nam đã quyết định bỏ ra tới 24 tỷ đô la để cứu ngân hàng SCB, nhưng kết quả lại không thể cứu vãn được. Theo giới phân tích, bị cáo Trương Mỹ Lan bắt buộc phải sống để tiếp tục trả nợ. Bởi nếu như không cứu được ngân hàng SCB, một loạt các lãnh đạo cấp cao của ngân hàng nhà nước cũng sẽ bị kéo theo ra tòa và chịu những án phạt rất nặng. Vì sao chủ trương tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ nhằm củng cố quyền lực? Sau khi giữ chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm đã khẳng định quyết tâm cải cách thể chế với mục tiêu là đưa đất nước và dân tộc vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm thì vẫn không thuyết phục được các nhân vật bảo thủ trong Ban Chấp hành Trung ương. Nguyên nhân là do các thế lực chống lại Tổng Bí thư cho rằng ông đang mượn danh cải cách để đưa Đảng Cộng sản Việt Nam đi chệch con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội. Đó là lý do ông Tô Lâm đã phải chấp nhận quay xe để đưa ra phương án mới là tinh gọn bộ máy. Nó sẽ thuyết phục Trung ương hơn. Trước đó, ông Tô Lâm đã dọn đường bằng việc khẳng định phải chi tới 70% thu ngân sách để nuôi bộ máy hành chính thì lấy đâu ra tiền để mà phát triển. Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thực hiện cuộc cách mạng cải cách hệ thống chính trị với mục đích tinh gọn bộ máy vốn đang rất cồng kềnh, chồng chéo. Theo giới quan sát, đây là điều đã và đang thuyết phục được hầu hết Ban Chấp hành Trung ương, kể cả những nhân vật bảo thủ nhất trong Đảng. Vào ngày 1 tháng 12, Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức hội nghị với nội dung trọng tâm là tinh giản bộ máy. Theo đó, phương án tinh gọn bao gồm việc giải thể các hoạt động một số ban đảng, sát nhập các bộ và giảm ủy ban, cơ quan quốc hội được đưa ra nghiên cứu. Theo ông Lê Minh Hưng, trưởng ban tổ chức Trung ương,
mục đích của việc tinh gọn là giảm đầu mối, khắc phục tình trạng chồng chéo, giảm tầng nấc trung gian. Cụ thể, cơ cấu của chính phủ gồm 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ sẽ giảm 5 bộ và 2 cơ quan trực thuộc, sát nhập một số ủy ban của Quốc hội và văn phòng Quốc hội, nhập ban dân nguyện thành ban giám sát dân nguyện, vân vân. Đáng chú ý, vì sự thay đổi các ban đảng đã có một vài đề xuất thay đổi. Hiện nay, con số các ban đảng ở Trung ương là 8 đơn vị, sẽ giảm bớt 2 cơ quan. Công luận cho rằng việc các ban đảng chỉ giảm 2 cơ quan là quá ít và việc giữ lại Ban Kinh tế Trung ương là điều hết sức bất hợp lý. Vậy tại sao Ban Kinh tế Trung ương vẫn được giữ lại đến như vậy? Theo giới chuyên gia, việc duy trì Ban Kinh tế Trung ương có thể dẫn đến sự chồng chéo chức năng với các bộ ngành khác, gây ra sự phức tạp trong quản lý và điều hành kinh tế. Điều này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động và gây lãng phí nguồn lực của nhà nước. Tuy nhiên, câu trả lời được cho là ông Trần Lưu Quang, một đệ tử ruột của Tổng Bí thư Tô Lâm, vừa được điều về giữ chức trưởng Ban Kinh tế Trung ương với mục đích lót ổ, chờ thay thế cho Thủ tướng Phạm Minh Chính. Vì lý do đó, ông Tô Lâm không thể xóa sổ Ban Kinh tế Trung ương. Cũng theo đồn đoán, Ban Nội chính Trung ương có thể sẽ được sát nhập với Đảng ủy các cơ quan tư pháp thuộc Chính phủ. Phương án kể trên không chỉ nhằm vô hiệu hóa quyền lực của một số ban đảng, những nơi Tổng Bí thư chưa thực sự kiểm soát. Đồng thời, với phương án này, các nhân vật như trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung sẽ bị tước hết quyền lực. Công luận thấy rằng Tổng Bí thư Tô Lâm trước đây cũng đã thực hiện nhiều động thái tương tự nhằm củng cố quyền lực của mình thông qua việc bổ nhiệm các lãnh đạo cấp cao có liên quan và quan hệ mật thiết, những người thân tín và là đồng hương Hưng Yên của ông và đồng nghiệp trong ngành an ninh và công an vào các vị trí then chốt trong bộ máy của Đảng và nhà nước. Điều đó cho thấy ông Tô Lâm đang xây dựng một mạng lưới quyền lực dựa trên các mối quan hệ cá nhân nhằm củng cố vị thế của mình trong Đảng. Điều này đã và đang gây ra lo ngại về quá trình bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao. Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam chống chưa đánh đã bỏ rồi, cơ hội thất bại sẽ rất cao. Vào ngày 30 tháng 11, Quốc hội Việt Nam đã chính thức thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam trị giá tới 67 tỷ đô la. Đây là dự án tuyến đường sắt dài 1.541 km và dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2035. Dự án này có tầm quan trọng đặc biệt với tương lai chính trị của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, theo giới phân tích, nhà nước Việt Nam sẵn sàng bỏ ra gần 70 tỷ đô la để xây dựng một tuyến đường sắt cao tốc từ Hà Nội đến Sài Gòn một cách quá vội vã, trong khi việc chuẩn bị cho dự án khổng lồ này chưa đầy đủ và thấu đáo. Cụ thể, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam vẫn chưa thực sự hoàn thành. Nhiều văn bản có tính chuyên môn liên quan đến dự án này, trong đó có cả các tài liệu hội thảo khoa học bị đóng dấu mật để hạn chế sự chia sẻ của giới chuyên gia cũng như báo chí. Theo giới phân tích quốc tế, thậm chí cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, người chịu trách nhiệm về dự án này đã đưa ra chủ trương không cần phía nước ngoài chuyển giao công nghệ cốt lõi, không cần quan tâm đến khả năng thu hồi vốn. Theo đài FA, kỹ sư Khiêm Nguyễn, một người có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực đường sắt cao tốc, đã đưa ra một nhận xét chua xót về tư duy của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam Nguyễn Văn Thắng. Ông nói, đó chỉ có thể là cách xài tiền chùa, xài tiền của người khác, của dân, không phải tiền của bản thân. Song quan trọng hơn, lãnh đạo Việt Nam thừa nhận năng lực yếu kém nhưng vẫn làm. Các kỹ sư Việt Nam vẫn chưa đủ khả năng để làm hay học hỏi về các công nghệ cao, kỹ thuật đường sắt tốc độ cao và không đủ năng lực quản lý dự án. Một câu hỏi đặt ra là với trình độ yếu kém như vậy, thì Việt Nam có nên làm dự án đường sắt cao tốc hay không? Những câu hỏi như trên được nêu ra cách đây nhiều năm, đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Trước đây, vào ngày 19 tháng 6 năm 2010, các đại biểu Quốc hội khóa 12 đã bỏ phiếu bác bỏ dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lúc đó do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề xuất. Điều đó hoàn toàn trái ngược với nghị quyết của Quốc hội hiện tại, khi phải chịu áp lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính với khẳng định chỉ bàn làm, không bàn lùi. Vấn đề quan trọng nhất với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam hiện nay là khả năng rất cao Trung Quốc sẽ được giao làm chủ thầu. Bởi lý do ngoài Trung Quốc ra thì Việt Nam khó có thể tìm được một đối tác nước ngoài nào có khả năng cung cấp tín dụng và công nghệ cho đại dự án trị giá 70 tỷ đô này. Vào tháng 6 năm 2024, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Trung Quốc, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã bày tỏ mong muốn được hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực này. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch Tập Cận Bình, hai bên đã ký một loạt các thỏa thuận
bao gồm việc hợp tác, kết nối và xây dựng các tuyến đường sắt, trong đó có nói đến tuyến đường sắt cao tốc Bắc Nam. Nhắc lại để thấy, mặc dù Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng trong nhiều năm qua là người chịu trách nhiệm chính về dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, nhưng mới đây vào ngày 28 tháng 11, ông Nguyễn Văn Thắng lại được điều động chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tại sao ông Thắng, người chủ trì dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, lại bị lãnh đạo Việt Nam sẵn sàng bỏ quên vai trò nhạc trưởng như vậy? Phải chăng đó là lối làm ăn đánh trống bỏ rồi, truyền thống của ban lãnh đạo Việt Nam, kể cả đối với dự án mang tầm vóc thế kỷ? Công luận nhận thấy rằng, đối với dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trống chưa đánh mà lãnh đạo đã bỏ rồi, thì cơ hội thất bại sẽ rất cao. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam, trống chưa đánh đã bỏ rồi, cơ hội thất bại sẽ cao. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.